Xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Đất Vườn Lâm Đồng của em nhé. Thì hôm nay em lại có một mảnh đất này muốn giới thiệu cho các bác để làm nhà. Đấy, thì ở đây nó gần trường chợ luôn các bác nhé, chỉ khoảng 100m thôi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết mảnh vườn này cho các bác xem này. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút like để ủng hộ em nhé. Đây, thì trên mặt đường này của mình này, từ cái cột mốc đây các bác, từ cái cột mốc đây này, trải qua bên này khoảng 6m mặt đường nhựa. Thì giờ con đường nhựa này chạy thẳng vào trường chợ chỉ khoảng 100m thôi. Đấy, trường học cấp 1 trong này nhá các bác nhá, trường học cấp 1 mua bán gì trong này hết. Còn trường học cấp 2 cháu trong này. Còn trường học mẫu giáo ở phía trên này các bác nhá, phía trên này. Nó gần nó ngay trung tâm luôn rồi các bác. Đây, đây là 6m mặt đường của mình. Đấy, thì người ta bán với cái giá là 480 triệu. Đấy, thì trải dài xuống tới cây mít kia các bác nhá. Đất thì trên dưới đều bằng nhau hết, trước sau như một. Đấy, ở trên 6m, ở dưới cũng 6m, chạy thẳng xuống dưới cây mít dưới này các bác nhá. Đấy, thì sổ sách đầy đủ luôn. Đấy, các bác mua về thì mình nên thổ cư, mình tự nên thổ cư được. Giá là 480 triệu, có thương lượng. Đấy, thì các bác thích lô này thì nên liên hệ em qua số điện thoại 0379590939. Trải dài sâu xuống khoảng hơn 70m đấy các bác. Sâu xuống khoảng hơn 70m. Thì khu vực này nó ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng các bác nhá. Xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đấy, thì các bác thích lô này thì nên liên hệ em qua số điện thoại 0379590939. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi.